giờ thì tiếp tục qua câu số 16. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. Cạnh A, hai mặt phẳng SAB và SAD cùng vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABCD là bằng 30 độ. Thể tích khối chóp SABCD là V. Tỷ số, bây giờ người ta bảo các bạn là tính tỷ số 3V chia A mũ 3 là bao nhiêu? Câu A, căn 3 chia 3. Câu B, căn 3. Câu C, căn 3 chia 2. Và câu D là căn 3 trên 6. Ở đây các bạn để ý này, hai mặt phẳng mà vuông góc với đáy thì giao tuyến chung của nó cũng sẽ vuông góc với đáy, và giao tuyến chung đó chính là đường cao. Thì khi thi trắc nghiệm các bạn không cần phải vẽ hình, xin lỗi, không cần phải là chứng minh một cách rườm rà. Ở đây các bạn thấy là SAD với lại SAB thì nó có giao tuyến chung là cái độ dài chung là SA, thì chắc chắn SA sẽ là đường cao. Còn cái góc tạo bởi giữa SBC và ABCD này thì các bạn xác định nó xong thì hầu như người ta cho cái chỗ này chính là cái cách để các bạn tính cái đường cao SA này. Đó. Khi hình dung bài toán làm những cái bước gì thì các bạn làm rất là nhanh. Mục đích tính tỷ số nào mình không cần biết, nhưng ở đây phải có thể tích thì mới ra được cái tỷ số này. Vậy cuối cùng của bài toán cũng quay về là đi tính thể tích. Vậy bây giờ thầy sẽ phân tích cái đề sơ qua. Bây giờ thầy phân tích nè. Đề bài cho là các bạn thấy là đáy là hình vuông. Thì cái hình vuông này là diện tích của nó sẽ bằng cạnh nhân cạnh hoặc là cạnh bình phương. Và ở đây các bạn thấy SAB nó vuông góc với ABCD và SAD nó cũng vuông góc với ABCD. Mà SAB giao với SAD là theo cái giao tuyến là SA. Đó. Vậy suy ra SA sẽ là vuông góc với ABCD. Vậy suy ra SA sẽ là đường cao. Vậy thì đi thi trắc nghiệm không cần phải mô phỏng cái kiến thức này. Mà các bạn nhìn vào hai cái này thì các bạn thấy ngay là SA chung thì SA là giao tuyến, mà SA là giao tuyến thì suy ra SA cũng là đường cao luôn. Rồi. Bây giờ thầy sẽ vào và để tìm cái chiều dài chiều cao SA thì các bạn cần xác định đúng cái góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABCD nó có liên quan gì SA hay không. Thì chắc chắn xác suất là 90% thì cho cái chỗ này để tìm SA thôi. Ngoài ra nó không có di chuyển gì liên quan. Vậy thì quá trình mô phỏng hình vẽ thì các bạn phải biết rằng cái SA nó làm sao để cho nó xuất hiện cái góc 30 độ này này để tính cái góc S, cái đường cao SA. Và lúc đó bây giờ thầy sẽ vào bài giải chi tiết và mô phỏng bằng một cái hình vẽ như sau. Đây là cái hình chóp SABCD. Mặt phẳng SAB với mặt phẳng SAD vuông góc với giao với mặt phẳng ABCD thì chính SA này là giao tuyến chung sẽ vuông góc với ABCD và SA là đường cao đây. Và ở đây xác định góc giữa hai mặt phẳng thì các bạn biết rồi. Giao tuyến chung của hai mặt phẳng bắt các bạn nhìn vô đây là các bạn thấy là SB nè. À, xin lỗi, BC. Và ở đây cũng có BC thì giao tuyến chung của nó là BC. Vậy thì ta có được là SB nó vuông góc với BC, rồi AB nó cũng vuông góc với BC theo giao tuyến. Vậy thì góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng SBC với lại là ABCD chính là cái góc SBA. Đó, hai đường này vuông góc chung với giao tuyến. Đây, chính là góc này 30 độ. Và ngay chỗ này thì các bạn sẽ xác định được góc SA. SA. Thì các bạn dùng tan, tan 30 độ thì bằng đối chia kề. Là tan 30 độ sẽ bằng SA chia cho AB. Vậy suy ra SA nó sẽ bằng tan 30 độ nhân cho AB, tan 30 độ là căn 3 chia 3 và chia cho nhân cho AB là A. Vậy nó là A căn 3 chia 3 có được đường cao nhân với lại diện tích đáy thì nó sẽ xuất hiện thể tích, và có được thể tích các bạn thế vào đây. Thầy vào bài giải chi tiết. Ta có SA sẽ bằng AB nhân với tan của góc 30 độ là góc SBA.
Kết quả tính được SA sẽ bằng A căn 3 chia 3. Ở đây thể tích SABCD sẽ bằng 1 phần 3 diện tích ABCD nhân với SA và bằng 1 phần 3 diện tích là A bình phương nhân với A căn 3 chia 3 là đường cao. Kết quả cuối cùng thể tích sẽ là A mũ 3 căn 3 chia 9. Ở đây người ta bảo tính cái tỷ số là 3V chia cho A mũ 3, 3V. Vậy nhân 2V cho 3 thì rút gọn, thì cái này còn lại căn 3 chia A mũ 3 căn 3 chia 3. Vậy chia 2V cho A mũ 3 thì kết quả là căn 3 chia 3. Đó chính là đáp án A. Nếu các bạn hiểu về cái kiến thức giữa góc giữa hai mặt phẳng, đồng thời xác định đường cao là do tuyến chung qua hai mặt phẳng vuông góc với đáy, thì các bạn làm cái bài này không vòng quá 1 phút. Thầy kết thúc bài số 10, câu số 16. Bây giờ tiếp tục thầy qua câu số 17. Cho hình chốt SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật. Cái đề thi các bạn luôn luôn thấy khi tính một thể tích hình chốt, một rơi vào các tam giác đặc biệt, ví dụ tam giác cân, đều, vuông. Ngoài ra tam giác thường thì nó sẽ cho cái sin góc, cho cái góc giữa. Hai là nó cho các tứ giác, ví dụ như là hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi và hình thang. Thông thường thì người ta hay cho hình thân vuông hoặc là hình thân cân, nhưng mà đa số hình thang thì nó rơi vào hình thân vuông rất là nhiều, để các bạn dễ dàng tính thể tích. Hai mặt SAB và SAD vuông góc với đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc là 60 độ. Thể tích khối chốt SABCD là bao nhiêu? Ở đây các bạn thấy SAD và SAB thì chắc chắn SA chung, thì SA sẽ là giao tuyến, chính là đường cao luôn. Và ở đây là cạnh vuông góc với mặt, cạnh hợp với đáy, tức là cạnh hợp với một đường hợp với một mặt, một góc 60 độ. Thì thầy bài xác định ở phần 1 rồi. Bây giờ bài này đối ta không khó. Thì các bạn đã thấy ngay chỗ này, các bạn biết rồi. Đề bài cho là hình chữ nhật thì diện tích hình chữ nhật là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Thì AB là bằng A nhỏ, BC là bằng A căn 3. Vậy thì diện tích hình chữ nhật các bạn sẽ có được là A bình căn 3. Ở đây, giao tuyến chung là XA và XA sẽ là đường cao. Bây giờ, chắc chắn cho chỗ này một góc 60 độ có nghĩa là cho liên quan đến XA. Vậy các bạn phải tính. Đây, đầu tiên thì các bạn thấy là SC giao với mặt phẳng ABCD là tại điểm C này. Rồi SA là hình chiếu vuông góc, còn AC chính là hình chiếu của SC lên mặt phẳng ABCD. Vậy góc tạo bởi giữa SC với ABCD chính là góc tạo bởi giữa SC và AC, chính là SAC bằng 60 độ. Nó liên quan đến SA. Đó các bạn thấy. Quan trọng là các bạn xác định cái góc nó nằm đâu và nó liên quan đến cái SA. Mục đích cho góc hợp với đáy thì chắc chắn là nó sẽ liên quan đến đường cao. Ở đây đề thi nó cũng, lúc nào nó cũng rơi vào hai dữ kiện. Một là dữ kiện là người ta cho là tính đường cao hoặc là tính cái mặt diện tích mặt đáy. Nếu như cho đường cao thì tính mặt đáy, mà nếu như cho diện tích mặt đáy thì đi tính đường cao. Hai cái đó nó liên quan với nhau rất là nhiều. Đó. Vậy thì khi đọc cái đề các bạn phải xác định là ta đang làm cái gì đây. Vậy thầy sẽ qua bài giải chi tiết. Ta có diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ bằng AB nhân BC bằng A bình căn 3. Bây giờ thầy sẽ có được là SA thì sẽ bằng AC nhân tan của 60 độ. Vì tan là bằng đối là SA này, chia kề là AC. AC là đường chéo của hình hình gì? Hình chữ nhật. Thì các bạn là lấy A bình căn bậc 2 của A bình cộng A căn 3 tất cả bình. Thì ở đây nó ra là 4A bình phương, có nghĩa là AC này nó bằng 2A. Vậy thì các bạn tính được ngay. Vậy ở đây
thể tích nó sẽ bằng 1 phần 3 diện tích hình chữ nhật nhân với lại SA. Kết quả cuối cùng thế số và nó sẽ bằng là 2A mũ 3. Ở đây nó sẽ bằng 2A mũ 3. Rất là nhanh. Nếu để ý mấy cái thầy nói. Thầy kết thúc bài số câu số 17. Bây giờ tiếp tục qua câu số 18. Cho hình chóp SABC có tam giác ABC vuông tại B. AB bằng A, góc ACB bằng 60 độ, cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt phẳng đáy và SB tạo với đáy một góc 45 độ. Thể tích khối chóp SABC là bao nhiêu? Ở đây người ta cho tam giác là vuông tại B. Ở đây người ta chưa, người ta chỉ cho một cạnh AB thôi. Vậy muốn tính diện tích, muốn tính diện tích tam giác ABC thì các bạn là bằng 1 phần 2 AB nhân BC. Vuông tại B thì tích hai cạnh góc vuông thì các bạn phải tính là BC. Thì BC này nó sẽ liên quan đến cái góc ACB. Đây, nhờ cái chỗ này các bạn tính được BC thì suy ra được cái diện tích. Đó. Và bốn đáp án. Bây giờ ở đây từ cái góc ACB nên là bằng 60 độ, các bạn sẽ suy ra được độ dài của BC. Từ đó suy ra được diện tích của tam giác ABC. Để tìm được cái chiều cao SA thì các bạn cần xác định được cái góc tạo bởi SB và ABC và mặt phẳng ABC bằng 45 độ. Ở đây là các bạn thấy nè, hầu như tính đường cao mà người ta cho một mặt vuông góc với đáy hoặc là một đường vuông góc với mặt đáy thì chỗ này là mục đích cho tính đường cao. Và các bạn rút ra một cái kinh nghiệm các bạn thấy ngay. Và những cái đề thi tự luận, các đề thi đại học tự luận những năm trước thì nó hay rơi vào những cái bài này. Thể tích khối chóp sẽ là bao nhiêu? Đây. Thì các bạn thấy là cái AB là hình chiếu vuông góc của SB lên ABC. Vậy suy ra góc tạo bởi giữa SB với ABC chính là góc tạo bởi giữa SB và AB chính là SBA. Ở đây các bạn thấy này, SB, SA, BA cũng như là AB thì chắc chắn là nó xuất hiện đường cao SA. Đây là cái hình vẽ của nó. Ở đây, cái góc này là 60 độ. Cái góc ACB là 60 độ, giả thuyết cho. Vậy thì các bạn dùng cotang là bằng kề chia đối. Cotang là kề chia đối là BC chia cho AB. Vậy suy ra BC nó sẽ bằng là AB nhân với cotang của góc 60 độ. Vậy cotang của 60 độ nó là bằng căn 3 chia 3. Cotang của 60 độ chính là bằng tan của 30 độ. Các bạn dùng cái nào cũng được hết. Kết quả cuối cùng các bạn tính được là BC nó bằng A căn 3 chia 3. Có được BC thì các bạn suy ra diện tích tam giác ABC vuông tại B, cho nên nó bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Là nó sẽ bằng 1 phần 2 AB nhân với BC là bằng 1 phần 2 A nhân A căn 3 chia 3. Kết quả là nó bằng A bình căn 3 chia 6. Vậy từ đó các bạn tính được SA thì góc tạo bởi giữa SB và mặt phẳng ABCD chính là cái góc tạo bởi giữa SB và AB. Hình chiếu của SB lên ABC chính là cái cạnh AB này, các bạn thầy đã phân tích ở trên rồi. Vậy góc này 45 độ là tan 45 độ thì bằng SA chia cho AB. Vậy suy ra SA nó sẽ bằng tan 45 nhân AB. Tan của 45 thì bằng 1. Vậy lúc đó là SA nó cũng bằng A luôn. Vậy từ đây các bạn tính được thể tích là SABC sẽ bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC nhân với SA. Thế số vào 1 phần 3 nhân với A bình căn 3 chia 6. Đó chính là diện tích tam giác ABC. Và đường cao là SA bằng A đây.
Kết quả cuối cùng nó sẽ bằng A mũ 3 căn 3 chia 18. Và các bạn thấy là nó là đáp án B ở đây. Đó. Không khó một tí nào. Nếu học chắc kiến thức từ lớp nhỏ lên lớp lớn thì đây là một cái đề thi chẳng khó. Chưa khó chứ không phải là. Đó. Và trong cái kỳ thi phổ thông quốc gia 2017 này thì các bạn sẽ thấy được là những cái bài thi mà loại điểm cao sẽ rơi vào hình học không gian và một số bài toán thực tế. Gọi là thực tế chứ thực sự dựa trên nền tảng của những cái bài toán mà lập ra phương trình, hệ phương trình của lớp 8 và lớp 9 và lớp 10 học toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình để giải thôi. Nhưng mà nó đưa vào những cái bài mà thường gặp trong đời sống để nó ra làm. Và đó là những cái bài do là các bạn không phải không biết làm mà lập luận bị sai cho nên dẫn đến kết quả sai. Và nó sẽ loại đi những cái điểm số ở đó. Và một số cái bài ví dụ như là rơi vào bắt đẳng thức hay là bài toán vận dụng đó. Vận dụng nâng cao. Bây giờ thầy qua câu số 19. Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều cạnh A, AD vuông góc với mặt phẳng ABC, cái góc giữa BD và mặt phẳng DAC là bằng 30 độ. Thể tích khối tứ diện ABCD là V. Bây giờ người ta bảo là tính tỉ số A mũ 3 căn 6 chia V là bao nhiêu. Thì ở đây có 4 đáp án. 1. A là 1, B là 3 và C 4, D là 12. Các bạn tính không chắc thì khi tính sai nó vẫn có trong đề thi, còn vẫn có trong đáp án này. Cho nên các bạn phải cẩn thận trong cái khâu tính toán. Ở đây các bạn thấy là đề bài cho là tam giác ABC là tam giác đều cạnh A. Mà tam giác đều thì các bạn tính ngay được cái diện tích của nó là bằng cạnh bình phương căn 3 chia 4. Các bạn nhớ nè, diện tích của một tam giác đều thì bằng cạnh bình phương nhân căn 3 chia 4. Đó là cái kiến thức mà học ở trong lớp nhỏ đã gặp rồi. Tam giác đều thì các bạn học lớp 7 nhưng mà lên diện tích thì hình như là học lớp 8, lớp 9 gì đó. Bây giờ gọi M là trung điểm AC thì ta có BM nó sẽ vuông góc với AC và BM vuông góc với DA. Vậy suy ra chắc chắn là BM nó sẽ vuông góc với mặt phẳng DAC. Vậy cái góc tạo bởi giữa BD và ADAC chính là góc BDM bằng 30 độ. Để chiều cao AD ta cần tìm á thì DM cần tìm DM bằng cách là áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông là DAM. Đó là thầy chỉ phân tích cái cách làm. Bây giờ thầy vô cái hình vẽ minh họa như sau. Ở đây các bạn thấy là người ta cho AD nè vuông góc với mặt đáy thì đa số là AD này là đường cao. Và đáy bây giờ là tam giác đều rồi, diện tích rồi. Vậy bây giờ mục đích cuối cùng là đi tính AD là xong. Nhưng mà ở đây các bạn để ý là người ta không cho trực tiếp là AD với hay là SB hoặc là SC tạo với đáy một góc bao nhiêu. Nhưng mà người ta cho cái góc tạo bởi cái góc giữa đường thẳng BD và cái mặt phẳng DAC. DAC là cái mặt nằm trong này nè. Một góc là 30 độ. Thì các bạn để ý, vì cái tam giác ABC là tam giác đều, gọi M là trung điểm thì BM sẽ cũng là đường cao, đường trung tuyến. Cho nên BM là hình M là hình chiếu của B lên AC. Và giao của DB với mặt phẳng DAC chính là điểm D. Rồi hình chiếu của SB mà lên DAC chính là DM. Vậy thì góc tạo bởi
giữa cái đường thẳng DM với DAC chính là cái góc tạo bởi giữa DB và DM. Đây chính là góc 30 độ. Góc 30 độ. Vậy thì ở đây các bạn áp dụng định lý gì? Pythagore trong tam giác là DMB. Cái góc này 30 thì góc này là 60, tại vì cái DM nó mới vuông góc, BM nó mới vuông góc chứ còn DM nó không vuông góc. Đó các bạn để ý. Vậy thì ở đây các bạn sẽ là áp dụng cái định lý Pythagore trong tam giác vuông là DAM. DAM nó vuông tại A. Vậy thì các bạn sẽ tính được cái độ dài nào? DA hay là đó. Diện tích thì nó bằng A bình căn 3 chia 4. Bây giờ thầy xét tam giác là BDM, BDM nó vuông tại M. Thì các bạn sẽ có được là DM sẽ bằng MP nhân với cotang của 30 độ. Và bằng A căn 3 chia 2 nhân với căn 3. Kết quả nó là bằng 3A căn 2. À, sẽ là 3A chia 2. Nhân nhẩm nhanh quá thành nhẩm ẩu luôn. Bây giờ thầy xét cái tam giác là DAM. DAM là cái tam giác này nè, trong mặt khuất này. Thì thầy có DA bình phương sẽ bằng là DM bình phương trừ cho AM bình phương. Vậy CDA nó sẽ bằng căn bậc 2 của nó lên. Chỗ này là các bạn bỏ dấu bình phương này đi. Thì kết quả các bạn thế số tính được là A căn 2. Và ở đó các bạn sẽ tính được cái thể tích. Nó sẽ bằng 1 phần 3 diện tích tam giác nhân với DA. Vậy 1 phần 3 nhân A bình căn 3 chia 4. Nhân với DA là căn A căn 2. Kết quả cuối cùng nó sẽ là A mũ 3 căn 6 chia 12. Ở đây là A mũ 3 căn 6 chia 12. Mà ở đây người ta bảo là các bạn tính cái tỷ số là A mũ 3 căn 6 chia V. Vậy thế V vào thì các bạn rút đi. Các bạn rút đi. Thì các bạn sẽ suy ra được là A mũ 3 căn 6 chia V nó bằng chính là còn lại cái 12 này đây. Đây. Và so với đáp án thì các bạn thấy là nó đáp án D. Thầy xong cái câu số 19. Bây giờ thầy sẽ qua cái câu số 20. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Cạnh BC là bằng A căn 2. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt bên SB tạo với đáy một góc bằng 45 độ. Thể tích khối chóp SABC bằng. Có 4 đáp án các bạn lựa chọn. Ở đây thầy không nêu mất thời gian. Bây giờ thầy sẽ vào cái phân tích đề và giúp các bạn giải nhanh. Ở đây là hình chóp SABC, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Tam giác vuông cân thì các bạn tính BC là nó bằng A căn 2. Có nghĩa là người ta cho cái cạnh BC vuông tại A thì BC chính là cạnh hiền, nó bằng A căn 2. Vậy các bạn biết ngay là cạnh hai cái cạnh bên nó sẽ là A. Vì cân là AA thì nó là A bình cộng A bình thì kết quả nó sẽ là bằng A căn 2 đối với cạnh BC. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mặt bên SBC tạo với đáy một góc là bằng 45 độ. Đó. Thì phân tích cái đề bài các bạn thấy thì AB bằng AC nó bằng A ngay. Để tìm cái chiều cao SA thì các bạn phải xác định cho đúng cái góc tạo bởi SBC và ABC. Đây. Và tính cái SA thông qua cái yếu tố này. Đây, đây là hình vẽ mô phỏng đó. Cái góc tạo bởi giữa mặt phẳng là SBC là cái mặt này các bạn biết rồi. SBC với lại AB
BC là nó giao nhau theo cái giao tuyến là BC. Ở đây nè các bạn thấy ABC này, SBC có nghĩa là chung là BC. Đó. Vậy thì các bạn sẽ kẻ một cái đường SM SM. Nếu như các bạn lấy M là trung điểm của BC thì các bạn có được AM này nè. Vuông tại A cho nên AM cũng là đường trung tuyến đồng thời là đường cao. Vậy thì M là trung điểm. M là trung điểm của BC và từ AM kẻ vuông góc với BC rồi từ S kẻ SM vuông góc với BC. Vậy góc tạo bởi hai mặt phẳng là SBC với ABC chính là góc tạo bởi SM và AM, góc 45 độ. Đây là cái kiến thức góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng thầy đã nhắc ở trong cái phần 1. Bây giờ sau khi xác định được cái góc thì thầy sẽ vào cái bài giải chi tiết. Đầu tiên thầy gọi M là trung điểm BC. Các bạn thấy thì AM nó sẽ bằng 1 phần 2 lần BC. Trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh đáy thì bằng 1 phần 2 lần cạnh đáy. Vậy các bạn tính ngay được AM. Tại vì BC người ta cho là A căn 2 cho nên là AM nó sẽ bằng A căn 2 chia 2. Đó. Mấy cái yếu tố này là trong quá trình học thầy cô đã nhắc rất là nhiều nhưng các bạn phớt lờ bỏ qua. Bây giờ trong đề thi nó lại xuất hiện lại nhiều hơn. Đó. Từ đây các bạn sẽ tính được là diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 AM nhân với BC. Hoặc là hồi nãy các bạn tính được ABAC rồi thì còn tính theo tích hay cạnh góc vuông cũng được, tính cái nào cũng được. Và ở đây các bạn sẽ tính được là SA sẽ bằng AM nhân với tan của SMA. Và tan của SMA chính là tan 45, vậy nó sẽ cũng là A căn 2 chia 2, nó bằng với AM luôn. Và thể tích SABC nó sẽ bằng 1 phần 3 diện tích tam giác ABC nhân với A. Và nó bằng 1 phần 3 A bình chia 2 nhân A căn 2 chia 2. Kết quả cuối cùng nó sẽ bằng A mũ 3 căn 2 chia 12. So lại với đáp án thì các bạn thấy là cái đáp án A là đáp án đúng. Nếu hiểu về vấn đề thì các bạn làm cái bài này không quá 1 phút, rất là nhanh. Và ở đây thầy đã hoàn thành là câu số 20 trong cái kỹ năng giải nhanh. Kỹ năng giải nhanh về hình học không gian. Và dạng 1 đó là hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy. Và hầu như các bạn thấy là khi tính thể tích thì nó liên quan đến một số vấn đề hình học phẳng mà các bạn học ở cấp 2. Đó là diện tích của tam giác, diện tích của tứ giác và một số vấn đề về góc.